Tại Hà Nội, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ phối hợp với Công ty Cổ phần Orex Train Lab tổ chức gala tổng kết trao giải cuộc thi lập trình Orex Train Hackathon năm 2022 dành cho đoàn viên thanh niên trên cả nước. Cuộc thi năm 2022 đã nhận được đăng ký tham gia của 57 đội thi trên khắp cả nước. Điều này cho thấy sự kết nối rộng rãi, không giới hạn, không gian của cộng đồng những bạn trẻ yêu công nghệ. 8 đội xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết với nhiều hoạt động thú vị và ý nghĩa như chương trình tư vấn, giao lưu với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia của Orex Train Lab, hoạt động sáng tạo phim ngắn giới thiệu đội thi và bình chọn qua mạng xã hội, ngày hackathon để các đội thi sử dụng 24 giờ làm việc trong không gian tập trung của ban tổ chức, tạo một sản phẩm mang tính hoàn thiện và trình bày trước ban giám khảo. Kết quả, giải nhất thuộc về đội 1877 là các thành viên công tác trong ngành công an, quân đội đến từ Hà Nội và Quảng Nam với phần thưởng 100 triệu đồng. Giải nhì là 4 sinh viên đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận phần thưởng 60 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác.